Ồ, chú mà. Chào chú ạ. Hoàng đây à? Dạo này làm công ty máy tính to đấy hả con? À, dạ vâng, Hacom, làm ở Hacom ạ. Thế bây giờ giúp chú mua cái máy tính nhá. Ồ, mua máy tính ạ. Ờ, thế chú có nhu cầu gì nhỉ? Chú có nhu cầu như nào? Thì chú chơi game này, làm việc, edit video với ảnh nữa nhá. Ồ, thế thì hơi giá hơi cao đấy ạ, giá hơi cao. Ôi giời, mày lại khinh chú có tận 6 triệu. Ui, 6 triệu ạ? Ui, 6 triệu thì không mua đâu chú ạ, phải thế phải mua đồ cũ ạ, 6 triệu không mua được máy như thế đâu. Đồ cũ gì mà đồ cũ, tao nhiều tiền như thế mà cũ thì mà cũ. Thế nhá, cứ build đi rồi hôm nào chú lên. Ôi, chú ơi. Ôi giời, đấy anh em ạ, khổ thế đấy, bán máy tính có vui vẻ gì đâu. Người này thì muốn điều này, người kia thì muốn điều kia, muốn máy tính mạnh nhưng mà giá lại rẻ, lại còn không muốn mua đồ cũ. Thế thì chơi kiểu gì đúng không? Thế thế nên là bây giờ mình chỉ có thể đáp ứng được một trong hai cái điều kiện này thôi, một trong ba điều kiện này thôi. Chúng mình thì lắp nhiều máy tính mạnh rồi, chúng mình thì lắp nhiều máy tính ngon rồi, nhưng mà chưa có máy tính nào rẻ nhất cả. Thì bây giờ cùng mình lắp thử bộ máy tính rẻ nhất nhá. Rồi, hãy cùng bắt đầu đi. Bên ném cho em bên nào. Ua, chơi H510 à anh? Ua, anh em phải hiểu là đây là H510 ấy thì sẽ lắp được CPU đời 10 và đời 11. Và nói về một chiếc máy tính rẻ nhất của chúng mình ấy, mình không nghĩ rằng là các lắp đời 10, đời 11 đâu. Thì con này là Prime H510MK, tức là một chiếc mini nó cũng khá là rẻ anh em ạ, không cao cao tiền lắm đâu. Đây, và nó là kích cỡ MATX. Trên con bên này thì sẽ phù hợp với cả những chiếc như kiểu là chip i3, i3 đời 10 và chỉ thế thôi, thường như thế. Nó sẽ có này các cổng USB rất là rẻ tiền này, 1 2 3 này, 4 5 6 này, 6 cổng USB này, có HDMI, có VGA, có LAN, có 3 đầu audio và có cả các cổng vớ vẩn PS2 nữa. Trong này thì là socket nhìn hai, đây sẽ là hai khe cho DDR4 và sẽ có một PCIe cộng với cả đặc biệt là có NVMe. Ui, thế là cũng được đấy nhỉ. Ok, tiếp tục nhá. Thế CPU là gì anh nhỉ? Mình thử lắp i3 Pentium Gold anh em ạ. Con này là Pentium G605 socket 1002. Cứ tưởng là lắp i3 cay ấy. Con này thì sẽ sử dụng đó chính là đây. Nó sẽ là con CPU này đây và nó sẽ có tổng cộng là 2x4 luồng anh em ạ. Bản thân mình cũng là một nạn nhân của những người được sử dụng Pentium tại công ty nên là rất vui, rất hạnh phúc. Lắp con này thì cũng rất là đơn giản thôi, và đặc biệt là nó đang sử dụng một cái tản nhiệt loại cũ. Này, anh em nhìn tản nhiệt loại cũ không? Đấy. Và nhưng mà mình rất xin lỗi anh em một chút là cái tản nhiệt này thì là chúng mình đã sử dụng rồi, tức là con CPU chúng mình sử dụng rồi nên là tản nó hơi cũ cũ một tí anh em nhá. Đấy, đành phải chấp nhận thôi. Lắp vào thì rất là đơn văn giản, mở socket ra. Đấy. Mở ra phát này. Lấy con CPU ra này. Rồi thả nó vào socket thôi. Cứ đúng chiều mà vào là xong. Đấy, rất đẹp, rất là chỉnh. Nhả vào phát. Đóng vào. Thế là xong anh em ơi. Bảy màu này rồi. Lắp tản văn nhiệt thì nó cũng đơn giản thôi anh em ạ. Chỉ cần lấy keo, bởi vì là mình dùng rồi, cho một đốm thôi. Mấy con CPU này nó cũng không to lắm ấy, nên là chỉ cần một đốm thôi ấy, không cần nhiều. Và chỉnh các vị trí của cái chân này về hướng kéo hết lên và chỉnh về bên theo ngược chiều kim đồng hồ anh em nhá. Chỉnh hết về ngược chiều kim đồng hồ để lắp cái tản này vào. Đấy. Cho vào thôi. Xem dây hướng nào là vừa nào. Tầm này đúng không? Gắn luôn này. Đấy. Xong rồi để như này. Rồi, ok. RAM này. RAM đây là ui, RAM 8GB. Nhưng mà đây không phải là kit rẻ nhất đúng không? Đúng rồi anh em ạ, bởi vì nếu mà thanh RAM rẻ nhất của chúng mình ấy thì sẽ là thanh RAM 4GB DDR3 và sẽ có 4GB DDR4 nữa. Nhưng mà mình thực sự cảm thấy rằng là bây giờ 4GB hơi ít và máy tính của mình ở trong kia kìa cũng đang dùng 4GB, buồn lắm các bạn ạ. Buồn lắm, cho nên là mình nghĩ rằng bây giờ tối thiểu trong đời sống này mình phải có là 8GB anh em nhá, 8GB RAM. Thanh này thì nó cũng cơ bản thôi và nó thuộc của Lexa và nó sẽ có bus khá là cao, mình không biết như nào nhưng mà do cái công nghệ RAM bây giờ nó phát triển quá mạnh mẽ rồi thế nên là thanh RAM cực kỳ là giá rẻ mà vẫn có mức hiệu năng khá là cao, đó chính là 3200 anh em nhá. Thế là xong. Thế anh Bân ơi, hôm nay ổ cứng mình có gì anh Bân? Uầy, đồ SSD luôn. Trời ơi, mình bây giờ phải công nhận một điều là bây giờ giá SSD quá rẻ rồi. Mỗi tội một điều là tuy là em bên này đây, em bên này có cổng NVMe nhưng mà chúng mình sẽ không tận dụng được nó. Đơn giản bởi vì là
tầm 400 nghìn như này làm gì có SSD NVMe đúng không? Mà có thì cũng chỉ có là NVMe, không phải M2 SATA thôi chứ không phải là NVMe nữa. Và em này chỉ là một em SSD SATA 3, cho nên là tí nữa mình sẽ lắp sau. Còn về vỏ cây thì hơi khó nhỉ, để em ra lấy nhá. Vỏ cây đâu anh? Chỗ nào? Để em lấy nào. Vỏ cây không phải đống này. Đây, vỏ cây đây ạ. Vỏ cây đây. Thì chúng ta được ban phước bởi vỏ cây Hacom anh em ạ. Tại sao lại là vỏ cây Hacom? Thì cái vỏ cây Hacom mức giá của nó rất là rẻ. Nó chỉ có khoảng tầm 300 nghìn thôi. Một mức giá khá là dễ chịu cho một cái vỏ cây. Và anh em có thể thoải mái lắp máy trong này. Cái vỏ cây này thì mang tính gọi là văn phòng nhiều hơn là gamer. Thế nên là anh em sẽ không thể nào đáp gọi là có những cái thứ như kiểu là RGB hay là đèn LED hay là cái gì đâu, hay là custom water cooling cái gì hết cả. Anh em chỉ có thể lắp những cái bộ máy rất là bình thường và những với những cái tản nhiệt rất là bình thường ở đây thôi. Em vỏ cây này thì thực ra mà nói ấy, mình đánh giá khá cao, không phải là vì nó là Hacom đâu nhá, mà cái vỏ cây của cái con này này nó có rất là nhiều các lỗ thoáng khí. Anh em nhìn này, đấy, có rất là nhiều các lỗ thoáng khí luôn. Rất là thoáng khí nhá. Mặc dù nó là bằng nhựa thôi nhưng mà thực sự thì nó vẫn sẽ khiến cho cái máy của anh em lát lại một chút. Cái vỏ cây này ấy, thì mình cũng không đánh giá quá cao về cái IO và chất lượng build. Nhưng mà có mỗi đấy, có mỗi cái thoáng khí đằng trước là mình thấy yêu thôi. Mà có thoáng khí thật không nhỉ? Ấy, chết rồi. Nhầm rồi bên đây. Không thoáng khí. Cái này nó là cứng. Lừa. Thế này, có cái gì xuyên qua đâu, không nhìn thấy gì đâu. Lừa. Lừa anh em ơi. Nó không thoáng khí anh em ạ, nó không thoáng khí. Em nhớ hôm trước có cái vỏ cây thoáng khí mà nhỉ? Sao mình không thấy nhỉ? Cái này không thoáng khí anh em ạ, không thoáng khí. Mà nó như kiểu là OEM của vỏ cây khác xong nó ốp cái phần nhựa lên ấy. Thì anh em sẽ có thể để ý là cái phần kim loại nó là thép hay là cái gì ấy. Nói chung là rất là mềm, nó chả phải nhôm đâu, làm gì có chuyện là nhôm. Nó rất là mềm và mình có thể bẻ cong bằng một ngón tay luôn. Tiếp theo nữa thì là cái cân nặng của nó thì mình có thể bê được bằng một tay rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng không? Mình có thể xoáy. Đấy, mình có thể xoáy được, rất là ok. Cái front IO của nó thì cũng khá là hợp lý. Chúng ta sẽ có nút bật này, chúng ta sẽ có nút reset này, chúng ta sẽ có cổng USB 2.0 này, hai đầu cho audio này, một đầu 3.0 này. Và một chỗ này nếu mà Hacom có đầu tư thêm thì sẽ có thêm một cổng USB này nữa. Nhưng mà không có đâu anh em nhá. Đấy, và cái layout của em này thì rất là ngày xưa luôn. Đó chính là nguồn ở trên, main ở dưới và cạc ở đáy anh em ạ. Rất là quen thuộc với những anh em nào mà lắp máy tính ngày xưa. Để lắp đặt thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Thực lòng mà nói là như thế. Bởi vì anh em có thể rất là dễ dàng đút cái vỏ cây này vào, đút cái main này vào. Bởi vì thực sự nó nhẹ vô cùng. Và nó tại sao mình lại không lắp IO? Bởi vì đơn giản đấy, mình bảo rất nhiều video rồi. Là chúng mình mượn main của hãng thì chúng mình không muốn lắp cái chặn main của họ vào. Nên là mình cứ cài vào thôi anh em ạ. Không vấn đề. Con này còn không có cái... Anh vừa phải nhìn ra đây, phải nhìn lại anh bên này. Cái con này còn không có cái chân bắt main ấy. Còn không có chân bắt main chặn sẵn luôn. Trời đất, tí thì gắn main vào luôn. May mà có mấy cái chân bắt main ạ. Bên này thì cũng họ cũng có cho sẵn thôi, nhưng mà rất là mệt khi mà phải lắp chân bắt main. Anh em hiểu không? Tự dưng lại phải đi lắp va vẩn. Đấy, lắp xong cái đống stand off, cái đống chân main rồi. Bây giờ thì thả main vào anh em nhá. Ok, đã lắp main vào rồi. Bên xoáy ốc thì mình sẽ còn một công cuộc đó chính là lắp cái SSD vào nữa. Thế thì mình chỉ cần đúng một cái dây, một dây SATA thôi. Dây SATA của tôi rồi. Ở đây, đây, chỉ đúng cái một dây SATA này thôi. Lâu lắm không lắp SSD SATA nên là dạo này hơi thế lạ tí anh em ạ. Chỉ cần lắp đúng cái đầu này vào như này, xong rồi tí nữa lắp vào trong cây, thế là xong, đơn giản thôi. Rồi, xong. Rồi, thế nguồn rẻ nhất của mình thì anh bên này. Ôi ơi. Anh em mình nhìn này. 350W XP X-Tech. Ôi dồi ôi. Nguồn 85% efficiency nhưng lại không đạt chuẩn của chính hãng. Đây chỉ là chuẩn họ ghi lung tung ở đây thôi anh em ạ. Hộp hiếc này, nhìn trông ối giời ơi luôn đấy anh em ơi. 350W xuất được tổng cộng là 250W cho 12V, còn 100W còn lại thì cho 3 với cả 5V. Trời ơi,
và chúng ta sẽ có một motherboard, một hạ một CPU 8 pin đây, một mainboard, một CPU 8 pin SATA Molex với cả một cái đầu cho cắm đi. Mình khuyên ấy, cái này chỉ là mình đang có mặt ở đây bởi vì là nó là đồ rẻ nhất nên mình muốn thử lắp vào thôi, và gọi là chúng mình test những đồ rẻ nhất thôi, thế thôi, chứ không phải là vì lý do là cái này đáng mua đâu anh em nhá. Đây, nhìn trông rất đen, nhìn trông rất VIP, nhìn trông rất pro. Con này đặc biệt là nó sẽ chỉ có, tuy có công tắc đâu, nhưng con này chỉ có là 230V thôi. Tức là nếu mà anh em đem con này sang Mỹ mà cắm ấy là nổ luôn. À, không đến mức nổ mà, nhưng mà kiểu bơm điện 100V, 110V vào cái vòng này thì nó không chạy được. Nói chung là như thế. Và đấy, số lượng dây nhìn trông rất là đau đớn. Thôi, nhưng mà vẫn phải lắp thôi. Chưa biết thế nào giờ. Ok. Thì con vỏ cây này lắp đơn giản, chỉ cần thả như này vào xong gài vô thế thôi. Hoài niệm ghê. Ui, cái vỏ cây này còn đang bị kiểu hơi hỏng á, hơi bị kiểu nó bị cong á. Trời đất ơi. À được, vào. Không cong, tại lỗi mình. Đối diện không, anh cứ để đấy thôi. Xong rồi anh đập em. Xong rồi em đang chuẩn bị lắp vào ấy. Xong rồi anh đập em. Xong anh bảo là, anh mới bảo là kiểu vẫn còn cạc mà Hoàng. Đấy. Hay cái đéo này tùy anh. Ừ. Sao anh? Ủa có cạc á? Đâu đưa đây đây. Bruh. Rồi, lắp vào nốt. Cay thế nhỉ. Rồi thì máy vừa boot lên rồi anh em ạ. Và bây giờ thì mình thử bật tự hêm nhẹ nhé. Cisco đi. Chẳng hạn đi. Xem như nào nào. Ê ôi, vừa bật lên phát lốt 80, ui ôi 80-70% rồi này. Nhiều thế. Ôi. Tên này thì dở đây anh em ạ. Đây đợi thì nó đang lốt lâu. Tại vì nó sẽ phải mất thời gian để lốt này, chuyển lên CPU này, xong RAM đấy các kiểu này. RAM nhảy vào phát đã 5.9 rồi anh em ạ, 5.9 rồi. Và mình đang đợi CSGO load lên. À đây, bắt đầu đang dần lên rồi. Ok, lên rồi. Ôi ôi, con máy như này thì đúng là không nên mua anh em ạ. Rồi, ui, con CPU load vào game 100%, 100 độ luôn anh em ạ. Mặc dù tốn cũng không biết là do là con tản dùng lâu rồi hay như nào nhỉ, mà con CPU nóng ấy. Và hiện tại ở bên ngoài thì mình đang có frame rate là 58, tức là mình hiện tại đang có 58 fps ở bên ngoài nhá. Bây giờ mình bật cho nào fps max không, max không rồi, đang max không rồi, max đang là không rồi. Không bấm được. Max là không đấy, đang max không rồi. Vậy mà chúng ta vẫn đang chỉ ở mức 50 fps thôi. Để mình xem vào trong cái setting nhá, xem như nào. Đang để ở very low rồi. Có cho low đi. Cho hết low đi. Rồi, chơi thử một trận anh em nhé. Chơi thử một ván nào. Ôi giời ơi. Ui anh em ơi, 40, 45 FPS, 60, ui hai mấy FPS thôi. Anh em nhìn này, trời ơi, 30, 50 FPS. Vẫn bắn được nhưng mà 69, 60. Trời ơi. Ngắm khó quá. 60 FPS anh em ạ. Chơi CSGO 60 FPS. Anh em có tưởng tượng không? Là chơi CSGO 60 FPS. Mày. Trời ơi. 60-70 FPS. Mà còn không ổn định là 60 cơ. Quan trọng như thế. Bây giờ liệu rằng ở mức bao nhiêu thì chúng ta sẽ có thể chơi được nhỉ? Ủa. Ngắm là khó. Đổi chỗ. Đổi vị trí. Nào xem nào. Ngày trước ấy, mình cũng toàn chơi game ở gọi là những cái card onboard là thôi. Tại vì ngày trước làm gì có tiền mà mua card càng rời đúng không? Rồi để 4/3 nhá. Ở 6600 đi. Xem bao nhiêu FPS. Rồi được rồi, lốt được rồi. Yeah. Yeah, wow, mình được 90 FPS anh em ơi. Thật là tuyệt vời, mượt quá đi. Đậu xanh rau má luôn đấy. Wow, wow. Ui ôi, 90 FPS nhưng mình vẫn không bắn được. Wow. Một phần con chuột anh em ạ, sao con chuột. Thì đấy, anh em có thể thấy đấy, dù kể cả là CSGO chơi mặc dù là một tựa game rất nhẹ nhưng mà vẫn không thể nào mà chiến được trở trên cái cấu hình như này. Bởi vì là đơn giản là nó quá yếu, chiếc card 730 quá yếu anh em ạ. Đấy, trong này là chiếc card 730 ấy. Muốn có card rời trong một bộ máy, máy bao tiền anh bên nhỉ? Tầm 5 triệu á, tầm trên 5 triệu đúng không? Ờ, trên 5 triệu, nói chung là máy này khoảng tầm từ 5 triệu tới 6 triệu gì đấy. Khoảng tầm đấy.
Nếu mà anh em có đầy đủ các loại siêu sủng rồi và máy này thì anh em mình có thể đảm bảo rằng là chỉ để đánh quất thôi, đánh quất với cả làm PowerPoint thôi, chứ không thể để chơi game được đâu. Dùng cơ bản thì vẫn được, cũng không đến mức quá mượt mà trên Windows, bởi vì là anh em nhìn thấy đấy, CPU lúc nào cũng ping 100%, cạc màn hình chúng ta còn đang chưa dùng được hết 100% kìa, thế nên là đang bị ngẽn đi, có thể gọi là ngẽn cổ chai đấy, vì không ngờ có một ngày mà có thể khiến cho ngẽn cổ chai được ở với chiếc cạc VGT730 này. Đấy, bây giờ thì làm bài test cuối cùng là chơi thử Cyberpunk nhé. Nghe thấy no hope rồi. Graphic của bạn đang... Mình đã cài graphic mới rồi nha anh em ơi, vừa cài driver mới rồi. Bây giờ thử chạy xem nào. Play. Sập rồi. Đấy, thế là sập rồi anh em ạ. Cái câu chuyện là như nào? Về cái kết của cái video này nha. Driver mới nhá. Cái câu chuyện là như nào? Anh em không nên chi quá ít tiền cho một bộ máy tính. Có thể tầm tiền 6 triệu này anh em nên mua máy cũ chứ không nên mua máy mới. Bởi vì là thực sự máy mới khó lòng mà có thể mua được một chiếc máy tính ổn áp. Ví dụ như anh em bỏ gấp đôi số tiền ra tầm 10 trên 10 triệu như mình hôm trước lắp bộ máy thì đã được một bộ i3 với cả 1660. Thế thì là quá hợp lý đúng không? Còn bộ này tại vì đây là đang cố gắng kiểu minimum tối thiểu ít nhất có thể. Thế nên là không hề đáng một chút nào đâu anh em nhá. Nếu mà anh em vẫn hứng thú ấy, thì cái bộ này có thể dành cho những cái công việc như kiểu làm đánh kịch bản, đánh văn bản này, làm Word này, vân vân, mấy thứ linh tinh thôi. Chứ không để dành cho làm những công việc nặng nề hay là những thứ kiểu gaming, game mủng đâu. Bởi vì thực sự nhá, con CPU cộng với cả combo card này quá là yếu cho một chiếc máy của anh em. Nếu mà anh em hứng thú thì đấy, anh em thử check đường link. Còn mình khuyên rằng anh em check video khác để xem những bộ khác nhá. Cảm ơn anh em đã xem video này. Và hẹn gặp anh em tại video sau nhé.